xin giới thiệu với các bạn mẫu nhà chòi lục giác bằng sắt, có diện tích sử dụng là 16 m², cao 4,5 m. Đây là mẫu nhà chòi có kiến trúc đơn giản, nhỏ, được sử dụng làm nơi thư giãn, nghỉ chân cho các thành viên trong gia đình. Nhà chòi thích hợp xây dựng ở trong khuôn viên có không gian ở sân vườn thoáng đãng, rộng rãi. Không chỉ là nơi để thư giãn, nghỉ chân, mà còn là nơi tiếp khách, giao lưu để hòa mình cùng thiên nhiên. Thank you.